Vâng, xin chào toàn thể quý anh chị các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube mua bán ô tô cũ của em Lợi. Và lời đầu tiên em Lợi xin gửi đến toàn thể quý anh chị các bạn đang xem video một lời chúc sức khỏe, một lời chào trân trọng nhất. Hôm nay em Lợi lại tiếp tục về một cái chiếc xe thương hiệu đồ đồng cối đá phá không hỏng đây quý anh chị nhá. Chiếc Toyota Hilux sản xuất năm 2021 nhập nguyên chiếc. Đấy, màu trắng nhá, màu trắng này thị trường rất là hiếm nhá. Xe đang chào bán với giá là 655 triệu. Có hỗ trợ trả góp ngân hàng cho quý chị nào có nhu cầu vay qua ngân hàng lên đến 6-70% giá trị của xe. Về thương hiệu Toyota thì quý chị biết rồi, đồ đồng cối đá, đấy, phá không hỏng và bảo trì bảo dưỡng của chiếc xe này thì rất là hợp lý. Đấy, bình dân trên mọi miền Tổ quốc. Đấy, tất cả đồng sơn của chiếc xe này rất là đẹp nhá. Xe chỉ chạy trong phố phường thôi, từ các cái phần đèn pha, mặt ca lăng, cabo của chiếc xe này đến gầm trước của chiếc xe này còn khá là đẹp nhé. Xe cam kết chuẩn chỉ, không đâm xô tai nạn, gập nước, máy số zin. An ninh pháp lý thì bao rút hồ sơ cho anh em trên mọi miền Tổ quốc. Và xe thì được bác chủ đi rất là chăm sóc và kỹ càng. Xe nguyên một dàn lốp còn theo xe. Đấy, tất cả các cái phần đồng sơn, kính đèn đều dán phím cách nhiệt. Xe bên em Lợi khẳng định với quý chị là chất xe cực kỳ đẹp, không có tai nạn gập nước gì. Anh em cứ tép tách thoải mái nhé. Đấy, toàn bộ các phần bậc lên xuống này, tay nắm cánh cửa này, kính đèn này, xin nhan trên gương và gáo gương đến gương gập điện nhá. Lắp thùng thấp được lắp thêm này. Đây, anh em nhìn các cái phần sassi số khung của chiếc xe này nhá. Đấy, còn bộ xe thì đát lốp đều 2021 rồi nhá. Đát 2021 được quý chị nhá. Đấy, toàn bộ xe là bao zin chuẩn chỉ đẹp. Đấy, nội thất máy số thì quá là mới luôn. Anh chị em nào mà quan tâm đến cái dòng xe bán tải thì anh em Lợi khá là nhiều để phục vụ quý chị nhá. Đây, đèn hậu này, cản sau này. Đấy, đây là em quay mộc nhá, xe chưa dọn dẹp gì, camera lùi, màn hình đầy đủ hết rồi. Và đây, anh em nhìn này, lốp này, lốp của chiếc xe sơ cua này, dày và đẹp nhá. Đấy, tất cả khung gầm này rất là mới. Đây là cái phần đồng sơn bên lái của chiếc xe này. Đấy, tất cả cu lốp của chiếc xe chỉ có một số điểm trầy trước thôi. Và xe đây em là quay cả bẩn này, vừa chạy từ nhà chủ về, tay nắm này, cánh cửa này, kính đèn này đều zin hết. Và xe được trang bị gáo gương, xin nhan trên gương, gương gập điện. Đấy, xe bao cho anh em đi test check ở đậu được ra đâm đụng tai nạn ngập nước lại bên em Lợi thử nóng cho anh em 50 triệu luôn. Đấy, bác nào mà cứ mang thợ mang hãng đến check test kiểm tra phát hiện ra xe em Lợi đâm xô tai nạn ngập nước. Đấy, máy số là làm lại hoặc là không còn nguyên bản do bị tháo dỡ làm lại hơi thì bên em Lợi sẵn sàng là tặng các bác 50 triệu đi lại luôn nha. Cam kết bằng văn bản cho anh em trong vòng 1 năm đi bảo dưỡng, bảo trì bất kỳ ở cái hãng nào hoặc là một đơn vị gara nào mà ra xe tai nạn ngập nước, anh em cứ bình tĩnh gọi điện em Lợi và nhận lại xe, trả lại nguyên tiền, tổn thao bao nhiêu chi phí chấp nhận hết và bồi thường 50 triệu đi lại cho quý chị nhá. Sau đây em sẽ quay vào phần nội thất bên trong cho quý chị xem. Vâng, và đây là cái phần nội thất bên trong của chiếc xe này, từ cột kèo, táp lô, táp ly, keo chỉ này, zin hết nhá. Đấy. Nội thất ghế thì được trang bị nội thất ghế nỉ nguyên bản từ đầu, ghế rất mới nhá. Trần này, trần nỉ và trải sàn da cũng được bác chủ lắp thêm. Tất cả các cái phần nội thất ghế nỉ cực kỳ mới và đẹp luôn. Đây, anh em nhìn các cái phần táp lô, táp ly này, keo chỉ này. Đấy, rất là đẹp và mới nhá. Nội thất ghế bên lái, bên phụ này còn mới kính cong luôn. Đấy. Và các cái phần ốc tai này đều zin hết nhá. Đấy, táp lô bóng khí là nguyên bản, màn hình được độ thêm này, cam hành trình này lắp thêm này, vô lăng củ số của chiếc xe khá là đẹp, bác chủ độ thêm là đề nổ start top nhá. Đấy, toàn bộ xe từ khung gầm nội ngoại thất này rất là đẹp, xe chỉ chạy trong phố phường thôi. Chiếc xe Toyota Hilux đồ đồng cối đá nhá. Đấy, phá không hỏng, toàn bộ xe thì cam kết chuẩn chỉ, không đâm xô tai nạn ngập nước, máy số zin. Tiêu chí bên em Lợi chỉ làm xe đẹp, không làm xe tai nạn ngập nước, anh em yên tâm. Đấy, mang bất kỳ đơn vị nào đến chất tất cũng được. Đây, toàn bộ các cái phần sàn thùng này, chỉ cốp này. Đấy, chỉ cốp là nguyên bản hết nhá. Đây, tất cả các cái phần đèn hậu này, hai cánh cửa bên lái của chiếc xe đây, từ cột kèo gioăng chống ồn này, keo chỉ zin hết nhá. Đấy, độ thất ghế đây rất là đẹp đây anh em nhá. Đấy, và toàn bộ táp lô, táp ly này, kính quang luôn.
Anh em nào mà thích những chiếc xe chất, xe đẹp và một chiếc xe mà ăn chắc mặc bền, độ bền của chiếc xe thì quá là tuyệt vời luôn, thì quan tâm video này của em Lợi nhá. Đây là khoang động cơ của chiếc xe nhá, từ tai đầu răng này. Máy là chưa có dọn dẹp gì, quay nguyên mộc cho quý chị nhá. Sau hai hôm em Lợi dọn lên thì nó rất là sáng và mới đây. Từ các cái chân đèn này, ốc cabo máy này đều zin hết, và các cái phần keo chỉ cabo đến tem mác cabo này nguyên bản hết nhá. Máy sử dụng động cơ máy dầu 2.5, máy nhập nên là anh em yên tâm, chất lượng xe rất là đẹp. Vâng, vừa rồi em Lợi vừa review giới thiệu chào bán đến toàn thể anh chị em các bạn một chiếc Toyota Hilux sản xuất năm 2021, nhập số tự động, một cầu màu trắng, tên tư nhân biển Vĩnh Phúc, một chủ từ đầu. Xe vừa mới lấy về dọn dẹp ngoài mộc cho quý chị nhá. Xe đang chào bán với giá là 655 triệu và có hỗ trợ trả góp ngân hàng cho quý chị nào có nhu cầu vay qua ngân hàng lên đến 60-70% giá trị của xe nhá. Vâng, sau đây em sẽ kết thúc video và kính chúc toàn thể anh chị em có một ngày làm việc tràn đầy sức khỏe và hạnh phúc nhé.